ơi, ba mẹ cháu đâu mà đi bán vé số cực vậy bà? Mẹ nó ấy đâu có làm cho tiền đâu. Mẹ nó đi làm cho ta ngàn ngàn trăm mấy nha. Dạ. Nên ra không có tiền. Vậy ba cháu đâu? Bỏ rồi. Thôi à, chưa Tết rồi. Ba đây đây, lưu đây con coi mấy cháu rồi. Nè. Để từ hôm Tết tới giờ đâu có ai nuôi, ngoại nuôi ngồi để. Ngoài nuôi đấy hả? Mấy mấy đứa ngoài? Hai đứa nè. Hai đứa. Vậy... đứa này để mổ ngoại bỏ tiền ra rồi. Vậy hả? Vậy bây giờ bà đang ở đâu? Mướn nhà ở đằng này nè em. À, và phần ngày nào phải đẩy để bán vé số hả? Ờ, ngày nào cũng đẩy họ dưới cầu á. Dạ. Giờ nay còn nhiều quá phải đẩy đi nè. Dạ. Đẩy đi nắng non cực khổ. Ờ, vậy ba nó là bỏ rồi hả ngoại? Bỏ đi rồi. Ở đó ba cũng đâu nuôi. Ba nó đâu nuôi hả? Không. Ừ. Phải nuôi ông già nó nữa, ăn ở xong không rồi. Vậy bây giờ là bà có mấy người, gia đình có mấy người? Gia đình có hai đứa cháu ngoại với lại đứa con gái. Với gì lại đó? Thằng Út nó làm nó đủ nó sống đâu đâu. Dạ. Bà nó bao nhiêu tuổi rồi? Gần 70. Gần 70. Bé này bao nhiêu tuổi? 3 tuổi, tuổi thân. Bé kia bao nhiêu tuổi? Thân người là bao nhiêu tuổi bà? Người là 4 tuổi mấy, 5 tuổi. Đúng rồi. Mà không có cho đi học hả bà? Tiền đâu cho, đâu có tiền. Mẹ mấy bé làm cái gì bà? Đi phụ ta bán cô tiếu chai. Bán ở đâu bà? Ở cầu Hậu Giang. Ừ, bây giờ bà thuê trọ đâu? Thuê trọ trong này. Ờ, thuê trọ bao nhiêu tháng? Tháng 3 triệu. Tháng 3 triệu. Ờ, có khi trả ấy. Phải mượn tiền góp người ta lấy số bán chứ đâu. Vậy hả? Con đi nắng non tội vậy. Một gái, một trai, một gái hả bà? Một trai, một gái. Nè, hôm nay mình đi ngang qua cái đường Hậu Giang á, canh Tân Hóa Lò Gốm, thấy bà ngoại đầy hai đứa cháu đi rất là thương. Còn bao nhiêu vé số vậy bà? 20 vé 200. Dạ, đây con lấy cho. Bà dần mấy cháu về nhà ha. Dạ, dạ. Về nghỉ đi chứ nắng non cực khổ. Con cũng muốn hỏi thăm coi hoàn cảnh gia đình như thế nào á. Con muốn về cái phòng bà coi thử được không? Thì cũng được, cái về đi mướn nhà bệnh. Dạ, đi để con coi thử cái phòng ngóc như thế nào á. Cuộc sống của mấy bà cháu như thế nào á. Để con trả tiền cho bà trước rồi mà con lấy con đi luôn sao? Bán sơ à? Bị mất quá vậy. Vậy á hả? Sao mất bà? Người ta lấy luôn hả? Người ta lấy luôn à? Người ta gạt hả? Này ta cho ăn. Dạ. Cho mình về, bé rất là cưng nè mọi người. Nhìn rất là sáng á. Ăn cái gì mà nhà tùm lum vậy? Ăn ba cái dâu câu của ông cho. Chôm chôm hả? Chôm chôm. Khoe chôm chôm. Khoe cho chú chôm chôm. Dạ. À, hôm nay là cho chú trái coi. Ta cho nó. Cho chú trái coi. Cho chú trái đi. Đây cho chú trái rồi. Ồ ngoan vậy. Rồi cảm ơn con nha. Con cắt lại đi. Con cắt ăn. Ta cho đồ ăn cho bà ngồi đây bán. Ngày nào cũng ngồi đây bán á. Ngồi ở đây bán luôn hả bà? Vậy còn với số phải đi. Chứ ế tiền đâu mà lấy với số bán cho cháu. Lấy thì mình lấy cái nhú thôi. Dạ. Ví dụ mình học tiền thì mình mượn tiền người ta ấy. Dạ, cái này mấy bé rất là cưng này mọi người. Cho thì ăn ấy, xe thì cũng người ta cho. Dạ. Đây, mình chụp hình mấy bà cháu cái. Rồi bà đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng dậy á, là tụi nó dậy 8-9 giờ dậy là bắt đầu sửa soạn, tụi nó tắm rửa rồi. Dạ. Thay tả thay đồ bắt đầu đi. Dạ. Vậy thay tả thay quần áo thay đồ. Ngày bán được bao nhiêu tờ bạn? 100-200 tờ chứ? Là 150 ngàn mà mua hết 50 ngàn tả rồi. Dạ. Cho ăn uống sáng có 40-50 nữa. Ừ. Giờ người ta cho gì ăn hết. Rồi ba của mấy bé là bò đi lâu chưa? Lâu rồi, bây giờ chưa Tết. Có cưới họ gì không bà? Hả?
Có cưới hỏi gì không mà bỏ đi vậy? Sao? Không, có... nó đi theo. Mấy đứa này con không có giấy tờ, không có gì. Không có chứng minh, không có giấy khai sinh hả? Có khai sinh nhưng mà nó bỏ đi. Dạ. Tại vì nó ăn cắp ăn trộm quá cho nó đi, chứ bây giờ nó không làm ra tiền mà nó quậy quá chịu không nổi. Quậy quá hả? Ở nhà, bà già nhà vợ mà nó quậy quá, nó không làm ra tiền, nó xin tiền. Dạ. Bà già vợ nó quậy quá chịu hết nổi, chứ nó quýnh vợ nó quậy cho đi. Không biết bà... con không có chích gì đó mà nó cắp. Bà có đông con không? Có ba gái một trai, mà nhỏ gái có chồng dưới quê nữa. Kỳ đó bán nhà nó lấy tiền á, rồi về quê giờ tiền bạc tiêu hết, tiền dễ vụ ăn đó. Dạ. Giờ không còn đồng nào. Sao kỳ mà nghe khổ vậy? Giờ khổ phải đi bán với số. Hồi đó giờ bán với số không à. Dạ. Giờ có hai cháu này phải nuôi. Đây đã bán nhà là cho nhỏ này đẻ mổ. Mổ mổ bé này á bà hả? Mổ. Bán nhà ở đâu bà? Nhà ở trong á, bây giờ bán có mấy trăm mà đó. Chi ba chi bảy giờ chi mà ba nó đủ ăn hết để giờ chịu của con. Dạ. Giờ hết tiền mới đi á. Rồi bây nó giờ. Quá quá. Bây giờ thuê gần đây hả bà hả? Thuê gần đây. Dạ. Thôi bây giờ con trả tiền vé số cho bà rồi mà con về con thăm phòng bà ha. À. Dạ. Vô đi con. Ừ, rồi nhà mà, bà mướn ở đây bà ha. À, địa chỉ này mọi người. Ồ, địa chỉ này tìm hết bị đuối luôn á. Bà mướn đây bao nhiêu triệu tháng rồi bà? 3 triệu đó. 3 triệu hả? 3 triệu mà có gác hả bà? Có gác. Chật chội vậy? Chật chội. Ừ. Đây là phòng của bà này mọi người. Ừ. Rồi con vô đi. Để chú vô thăm chơi, hỏi thăm. Rồi rồi chú vô nè, chú vô nè. Kêu chú vô nhà. Vô nhà chứ. Bà ơi, vậy là mẹ của bé là có được hai bé này thôi hả bà? Có hai bé. Ngồi đi, ngồi vô đi, chú hỏi thăm cái. Chưa có dọn dẹp. Thôi kệ đi. Mới đi làm về thằng kia nó ăn nó bài tùm lum. Bây giờ cái phòng này là ở bao nhiêu người bà? Cả tôi với má nó, mà má nó tối lắm mới về, đi làm phi lắm mới về. Dạ, với ai nữa? Với thằng Út. Thằng Út nó khi ở cái phòng. Nó làm nó đủ nó sống mình nha. Dạ, rồi đấy, không đâu. Không đánh. Đánh anh nó đúng không? Đánh anh. Anh đó. Em không dữ mà. Bà cho con hỏi bà tên gì bà? Tên Khanh. Dì Khanh bà? Lâm Lệ Khanh. Lâm Lệ Khanh hả? Là bà nói là bà 60 mấy tuổi? À, năm 1955 đó. 55, dạ. Là sao mấy á? 64 tuổi. Ừ, mà không có tiền bạc vậy, lo giết rầu. Lo giết rầu, lớn tuổi, già luôn á, già trước tuổi lo luôn. Lo giết bệnh hoạn, không có tiền không thuốc. Dạ. Nên chú thương nè. Ta cho đồ ăn không mà đâu có tiền đâu. Dạ, rồi mẹ đi làm là đủ tiền đóng trò ha. Đâu có đủ, có khi cũng thiếu lên thiếu xuống chứ mình cũng phải chịu thôi. Dạ. Thiếu nhiều khi người ta cũng ấy, mình cũng ta cũng đồng ý cho. Bà ở đây bao nhiêu năm rồi? Mới gần năm. Dạ, hồi xưa là bà ở đâu? Mướn bên kia, bây giờ qua đây mướn. Dạ. Hai bé này giờ bây giờ cứ đi theo bà ngoại vậy thôi ha. Ờ. Chứ tiền bạc có đâu mà cho. Mà người trọ, người trẻ. Tiền đâu nhà trẻ. Bà hay bán ở đâu bà? Dưới bán cầu. Bán cầu Hậu Giang á, ngồi dưới đó là 9 giờ hả? Là có mặt dưới. 9 giờ sáng á hả? 9 giờ sáng có mặt dưới. Là cứ ngày là đầy đi vậy đó bà ha. Sáng đi bán hết là về. Dạ. Rồi chờ bán theo tiền bạc không đủ thì phải mượn ta góp. Để ăn uống làm sao bà?
ăn uống bữa ăn bữa không, có mì ăn mì, có gì ăn ấy. Dạ. Dạ. Chứ không có tiền bạc. Rồi còn cái anh trai đó, ông đi làm gì phụ được bà hả? Không, ông phụ gì, nó làm nó đụng nó sống chứ bộ gì. Nhiều khi làm nó còn thiếu lên thiếu xuống. Vậy cái tiền trò này là ai trả? Bà trả. Bà đi mượn tiền ta trả. Bà bán ngày trăm mấy đó là trả hả? Ừ, trăm rưỡi. Thì con cái chi mà mẹ còn mấy bé bé thì bán thì đi nó làm. Nó đi phụ, nó làm ngày trăm mấy. Giờ nó dễ mua sữa, mua tả, đồ con nó cũng hết mẹ. Bà thì bà giúp chút, nó phụ cho con nó. Trăm mấy đủ gì con nó đâu. Dạ. Cũng ngặt nghèo ha. Ừ, nhà đâu có gì đó. Dạ. Nhà thì cũng nhìn đâu có gì giá trị đâu. Cũng như người ta cho mướn đồ đạc bố. Ấy người ta cho mình xài vậy thôi. Vậy bà đi vậy là ăn ngoài cầu, ở ngủ ngoài cầu đó luôn ha? Không, ăn ở ngoài nhưng mà ngủ thì ngủ trong này. Ngủ về đây ngủ. Tối về đây ngủ. Ừ, sáng ở ngoài. Hai đứa nhỏ bệnh mà sáng giờ mới mua thuốc đó, tiền bà không có, chạy tiền mua. Dạ. Giờ thằng kia nó ăn, nó bỏ bài tùm lum đi. Cái anh nó đi làm gì bà? Để làm hồ, ôi có bữa làm mưa nghỉ à. Dạ. Bởi nó đâu có tiền không đủ nó sống nữa, có bữa nó còn. Rồi anh đó có phá phách chuyện bà? Thì nói gì phá thì nó không có ấy. Không phá mà sao thanh niên một mình mà làm đủ sống là sao, con chưa hiểu nha. Biết nó sống này sống kia sống nọ, trời ơi. Ai bật tivi vậy? Nó bật nè. Tắt cái con. Thôi, nó đây. Không. Bé này là tên gì bà? À, cẩm à, cái gì Duyên. À, là Nguyễn Thị Trương Thị gia. Trương Thị gì Duyên quá nè, Trương Thị. Họ Trương. Trương Thị Mỹ Duyên. Trương Thị Mỹ Duyên, còn bé trai này? À, Gia Bảo. Trương. Trương Gia Bảo. Trương Gia Bảo ha. Ừ. 4 tuổi đó bà hả? 4. Dạ. Thôi hôm nay con đi ngang qua thì con gặp gia đình của mình vậy đó. Thì con đăng lên cái chương trình của con ha. Dạ. Thì cũng mong ai đi ngang qua biết được bà bán ở dưới cầu Hậu Giang quận 6 á, mua ủng hộ cho bà tấm vé số để cho các cháu có sữa uống. Con ngồi xuống đi. Nó lạ, nó thấy cái này nó lạ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, đúng rồi, ngồi xuống. Chú quay vô chương trình nè. Lạ đó. Dạ vậy thôi con thăm nhà cái biết nhà vậy thôi bà ha. Rồi con chào bà nha. Nhà còn hơi bề bộn tại chưa có dọn á. Chưa có ở không, về dạ. Mới làm về mà. Dạ. Chút xíu rảnh mới dọn dẹp dạ. Được. Dạ. Chú bye hai con nha. Nè, bye bye. Bye, bye đi con. Ừ, ngoan. Giờ dọn dẹp. Dạ. Vô tắm rửa tay đồ. Dạ. Giờ đâu có ở không làm một ngày ta tấu. Dạ, rồi chào hai con nha. Dạ. Thằng trai nó đâu có làm gì đâu. Về nó ăn nó bài nó ấy. Dạ. Rồi bye con nha. Chưa có làm nhà con làm nhà. Ừ. Về là phải dọn dẹp chứ đâu có gì giờ đâu. Dạ.